Chỉ còn vài ngày nữa là lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump sẽ diễn ra tại Washington DC. Và ước tính có đến 900.000 người sẽ đến đổ về thủ đô nước Mỹ để chứng kiến buổi lễ trọng đại này. Đông như vậy và chắc hẳn sẽ rất khó để kiếm một chỗ tốt có thể theo dõi sự kiện đặc biệt lớn của nước Mỹ. Hôm nay thì phóng viên của chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một địa điểm lý tưởng để có thể thư thái quan sát cuộc chuyển giao quyền lực của nước Mỹ và tất nhiên là giá không hề rẻ. Khách sạn quốc tế Trump ở thủ đô Washington DC của Mỹ nằm ngay mặt đại lộ Pennsylvania, nối giữa tòa nhà Quốc hội và Nhà Trắng. Đây vốn là tòa nhà bưu điện cũ, được cải tạo lại thành khách sạn đạt tiêu chuẩn đẳng cấp 5 sao. Trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump, khách sạn này bỗng trở thành địa điểm lý tưởng để du khách trực tiếp theo dõi cuộc chuyển giao quyền lực của nước Mỹ. Như các bạn có thể thấy thì từ tòa nhà khách sạn của gia đình nhà ông Trump ở đây, có thể nhìn thấy toàn bộ lễ nhậm chức sẽ diễn ra tại tòa nhà Quốc hội ở đằng kia, cũng như là cả một cuộc lễ diễu hành của Tổng thống sau đó trên đại lộ Pennsylvania này. Có lẽ vì địa thế đẹp như vậy nên là toàn bộ số phòng của khách sạn này cũng đã được thuê hết cả tuần nay trước lễ nhậm chức của ông Trump. Vài tuần trước khi chính thức nhậm chức Tổng thống, ông Trump đã phải khẳng định sẽ chuyển giao quyền điều hành hàng loạt cơ sở kinh doanh thuộc tập đoàn Trump, trong đó có khách sạn ở Washington DC, cho hai người con trai cả. Doanh thu có được từ khách quốc tế đến nghỉ tại khách sạn này dự kiến cũng sẽ được sung công. Tôi cho đây là bước đi đúng đắn của ông Trump. Nhiều quốc gia chắc hẳn muốn dùng khách sạn này để tác động đến Tổng thống Mỹ. Nhưng nếu biết rằng phòng thuê ở đây cũng không mang lại lợi ích kinh tế cho ông Trump, thì chuyện đó sẽ không còn giá trị nữa. Với hơn 250 phòng, trong đó có những căn hộ lên đến hơn 20.000 đô một đêm, đây là khách sạn có phòng tiệc khiêu vũ lớn nhất thủ đô Washington DC, cùng nhiều tiện nghi cao cấp do chính cô Ivanka, con gái của ông Trump, thiết kế.